củi nè. Ừ. À, ngộ không? À, của dêm, thấy chưa? Ôi, củ lòi đẹp không? Ăn cái lòi ra nè. Ăn luôn cái vỏ thì nó giống như củ lùng. Đó. Wow, cái này vô chấm rửa. Hello cả nhà. À, bữa nay đi ra hái mấy cái trái ổi ở trên cây hết luôn nha cả nhà. Sang sợ mà nó chín cái chim nó mổ á. À, sang nghĩ là cây ổi này bữa nay hái vừa được rồi nè. Đó, trái thấy thương chưa? Trồng ở trong chậu á. À, mà không biết là ổi gì hồi đó mua ở trên Facebook á. Đó mà sao trái nó to quá trời to luôn. Ai nhìn cái lá, nhìn cái trái biết cái giống gì nói cho Sang biết. Sang mua cây ổi này thì chỉ nói là cây ổi gì thôi chứ không biết là ổi gì. Nó trồng cái trong chậu nhỏ nhỏ này nè mà trái xum xê luôn á. Mình hái vô đi để mình ôi bè đụng nó rụng nha. Cái này mẹ vẽ lơ mơ là để lơ mơ nó chín nó ngon. Mình hái để mình để nhánh cho cây ổi vô phân cho nó này, mùa xuân tới rồi nè. Dặn hai tay mới được. Cái cúng nó dài ghê. Bữa hổm mà bão mạnh lắm sang sợ nó rụng bất tử ghê luôn. Đó. Ngon nha. Wow. Mình hấp dẫn ghê luôn á. Rồi cắt ra review coi. Đó. Bữa nay là dính nó mình hó gần khấu nha, nhưng người ta thấy ăn gần giòn. Cặp này khủng luôn nè. Wow. Đó, trái này nó vàng vàng ươm ươm chưa có chín, mới già mới chua. Wow. Ồ, trái khủng luôn, quá trời bự, không có thu gì ngoài shop á. Không nhận cái trái ổi này bự thiệt cho ta, cái giống này ha, tại mình chiết nó bớt giống nữa nha. Cái giống này ha. Ừ. Chứ cây này không có 11 trái chứ đâu có nhỏ đâu. Đúng rồi. Ừ. Nhánh chút xí mà ôm hai trái bự vậy nè. Ui, thấy thương không? Ôi, cái này chắc nghĩ nó phải chuyển qua cái chậu bự sao? Nhưng mình cái ống giống này ngon á, mình chuyển qua chậu bự mình trồng ha. Ừ, có hai chậu lớn. Nhà thì sang tới 5 cây ổi. Đó, 5 cây ổi lần. Thương chưa? Wow, lần đầu tiên thu hoạch được ổi Việt Nam 11 trái. Nhìn hấp dẫn không? Giờ mình lấy da mình thử nha. Rồi giờ mình lựa cái trái này mình thử trước nha. Cái này nhìn vàng vàng nè. Ở trong ít hạt quá ha. Ít hạt. Nó bị gì đen đen đây nè. Đó. Nè, con nhúm hạt có chút xíu gì đây nè. Sang à, sang ăn ổi sao không có ăn hạt. Đó, không có nhiều hạt đâu. Đó. Nè, anh xả nó cầm đi. Thank you. Ok, mời cả nhà nha, ăn ổi. Ăn tại gốc cây. Này chua rồi. Hết chát, bữa hộp thử còn chát ngầm ha. Giờ lên muối xí muối chấm ăn bộ ngon. Chua, bữa là chua rồi, ngon rồi. Ngon. Cái thịt nó dài ghê. Nó lớn quá trời. Ít hạt, cái ổi này là sang trồng được 3 năm nè. Mà lý do thấy cái cành của nó ít ít đó là tại vì cái lúc mà cái trái của nó đậu á, sang cắt bớt cái chót của cái trái á, của cái nhánh á, sang cắt bớt cái chót của cái nhánh khi mà nó đậu trái á, để mà nó tập trung nó dồn dinh dưỡng nó nuôi mấy cái trái á, nằm trong cái nhánh này nè, sang cắt chót hết. Đó, nó cứ dinh dưỡng nhiều nó lên nó nuôi cái trái rồi cái trái nó mập. Tỉa nhánh nó bớt. Nhánh nào không cần tươi thiết là sang bỏ, sang cắt bỏ hết.
dọn nuôi cái trái không à. Còn cái chậu này là trồng ở trong chậu này là cũng chiều ngang chắc cũng cỡ 50 cm, chiều ngang cái chậu cũng nửa thước. Chậu này hình như 75 lít phải không? Ở đó ha, 75 lít. Đúng. 75 lít đó. Rồi cái sàn rải phân hộp, phân trái cho nó. Rồi mình xiên thì mình tưới xi xô. Nó bây giờ sang thu hoạch gì ha, là bắt đầu nay mai về sang sẽ bươi cái gốc xung quanh nó, cho nó miếng tốp ấp cho nó phân bò, rồi thêm phân trái rồi vô. Cái tỉa nhánh nó là bắt đầu mùa xuân tới nó sẽ ra ra đọt, ra lá, rồi ra bông mới. Năm nay phải canh cho nó ra bông sớm sớm một chút. Đó là cái bên đây có cây bưởi năm roi nè. Đẻ nó luôn, ý, đụng cái rụng lên. Bưởi năm roi nè. Đó. Mới đụng nó rụng luôn rồi nè. Ôi ơi. Chỉnh cái rồi nè. Chỉnh hết rồi. Đó. Chắc nó chín nó rụng ha. Vừa đụng cái nó rụng luôn rồi. Nè bữa năm roi nè, sang trồng sang nó cũng bông nhiều lắm mà sang chừa trái cho nó đậu thôi nè. Ngắt bỏ hết. Tại vì cây còn nhỏ quá nè, thử thử coi cái trái này năm nay ăn nó làm sao. Hồi đó có cây bưởi ổi mà nó chết rồi. Chưa được à. Này chừng chưa được 1.5 thước nữa. Nó chừa có con trái nhỏ nhỏ này thôi nè. Nè bông nó đang ra nè. Nó đang ra bông đó, chùm chùm luôn nè, chuẩn bị mùa xuân tới nó ra bông đó. Cho nên là hái luôn cái bưởi này vô đi. Không biết là đụng nó rụng rồi chắc nó vàng rồi đó. Nó chín hay sao. Rồi giờ đem cái rổ với cái xúc này nè đi ra trước đi thu hoạch củ dêm nè cả nhà. Anh thấy cái cây của nó tàn hết trơn rồi, chắc bữa nay mình nhổ mình lấy củ được rồi đó. 3-4 giờ mà trời còn nắng đỡ đỡ rồi đó. Củ dêm này của nhà cả nhà, này là dêm củ dêm New Zealand đây nè. Cái gì đây nè, cái mặt còn đây nè đó. Đó nó gọi là red ochre, lá của nó giống như là cái cây cái gì đây, me đất ha. Yeah. Mà cái lá nó ăn được nha, cái lá nó ăn vẫn được. Mà sang không có ăn lá đó, chứ trong đây để làm lá ăn được. Đó thì mình trồng cái củ nó xuống, xong rồi khi mà cái cây của nó tàn á, cái mình nhổ nó lên, mình lấy cái củ đó mình ăn nè. Giờ nhổ nha, cần cắt cho người ta. Thử nhổ thử rồi, nó không bươi ra. Nó ra. Nè đó. Cái củ này mình ăn sống cũng được, hoặc là mình luộc. Nhưng mà mình đừng có đủ luộc nó chín quá. Vừa tới thì nó sực sực ăn giống củ năng á. Dỡ cái ấy đi. Để cho nó... Đúng rồi, cho nó bớt âm tùm đi ha. Củ dưới nè, củ dưới nè. Củ dưới nè. Mình ngộ không? À, củ dêm, thấy chưa? Ôi, củ lồi đẹp không? Nó cứ lồi ra nè. Nó quét ra. Trồng cái gì mà có củ ha, là cái cây nó tàn là mình thu hoạch được rồi đó. Mấy cái củ này là mấy cái nhỏ nhỏ này nè ha, múc nó lên mọng nè, mình trồng lại được nè. Nó giống như củ bên củ khoai sâm vậy đó. Cái này nhỏ hơn khoai sâm. Đó. Ồ, nguyên chùm nha. Nguyên chùm dễ thương ha. Cái này ăn sống cũng được, hoặc là luộc ăn cũng được. Bỏ vô cái rổ rổ đi, chút nước rửa. Nó mà có củ ấy, tự nhiên nó là lòi lên nè. Ui trời ơi, nhiều nè anh ta. Nè, ố. Này cũng dễ trồng, cũng bỏ lúng. Cũng bỏ vô trong cái chậu này nè, sang để potting mix vô sang trồng. Hồi đó mua có một chậu ở trong bên đình phải không ta? Mà nhảy con ra nhóc luôn á. Cái củ này nhỏ nhỏ mình bỏ mình để đấy mình trồng lại.
này đất của nó ăn không nhiều hết, nó cũng căng cạn trên không à. Còn à. Nó không ăn sâu mới. Không ăn sâu nhiều. Ừ. À, nhiều này cũng cả ký lô đó ít rồi. Ở đây đi. Ôi ôi. Đó. Nó mình tốt. Ở củ này bự nè. Nắm mấy cái nhánh trước, cái cây đằng trước đi. Củ mình hốt sao. Ồ, cái này bự quá ha. Đây. Màu đỏ đẹp ghê không? Này luộc lên màu tím. Ừ, đúng rồi. Màu đỏ luộc lên thì nó màu tím tím, nhiều khoai lang tím vậy đó. Cái vỏ ở trong thì nó cũng trắng trắng. Như năm nào sang thu hoạch, sang cũng có luộc rồi sang ăn review hết trơn á. Yeah, thấy không? Hốt quên đây. Ủa cái cây ấy đâu rồi ta? Sẵn. Nó không có ăn sâu dữ lắm. Ừ. Củ bên đây bự hơn ha. Ừ. Bên cái chậu này bự hơn. Cái này mấy người Tây họ trồng nhiều lắm nè. Người Á Châu mình ít ai biết cái này. Khác không? Một nhụy ở đây nè. Nặng nặng. Đó, hung củ nè. Mình giống Việt Nam mình đi đào củ lùng quá à. Củ lùng thì hình như cái cây của nó giống như là cái lá cây nghệ, cây gừng. Hồi đó sang có đi đi nhổ củ lùng với bạn một lần. Cả 2 kg ha, của dêm. Đó, hôm nay là đi ra ngoài vườn hái được mấy trái ổi ổi chiến nè cả nhà, ổi trái bối á. Đó, rồi hái được một trái bưởi năm roi, nhìn nó cũng hơi đẹp đẹp, nhưng mà này thử để con trái trên cây thôi. Đó, rồi ở dưới đây là một mớ củ dêm. Củ dêm mà sao không biết tiếng Việt gọi là gì, có nhiều người ta gọi là củ dông, nhưng mà củ dông nó màu vậy, vàng màu trắng vậy anh sao? Ta kêu củ dông nhìn giống thôi chứ không phải nha. Đó, tiếng người kêu củ dêm đó. Đó. Rồi, đó là chiến lợi phẩm của chiều hôm nay nè cả nhà. Ok, sang tạm dừng video ở đây. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để theo dõi và ủng hộ cho Sang La Úc Châu nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.